Xin chào các bạn. Như vậy, hơn 2 tháng sau khi Thủ tướng Italia Mario Draghi từ chức bởi sức ép quá lớn, người dân đất nước Nam Âu này đã đi bầu cử một chính quyền mới. Và hầu hết các dự đoán trong suốt thời gian qua đều nhận định Liên minh các đảng cánh hữu sẽ giành chiến thắng. Cuộc bầu cử ở Italia vì vậy rất được châu Âu quan tâm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen tuyên bố EU có công cụ để đối phó nếu tình hình chính trị ở Italia đi theo một hướng khó khăn. Điều này được nhiều chuyên gia cho là ám chỉ của Ủy ban châu Âu với gói hỗ trợ hàng trăm tỷ euro mà châu Âu dành cho Italia để phục hồi kinh tế có nguy cơ bị đình trệ. Nhiều chính trị gia cánh hữu ở Italia phản ứng dữ dội với lời phát biểu này. Lãnh đạo Đảng Liên đoàn Dân túy Matteo Salvini chỉ trích đây là sự kiêu ngạo và kêu gọi tôn trọng quyền bỏ phiếu tự do, dân chủ và có chủ quyền của người dân Italy. Vậy tại sao EU và chính quyền tương lai của Italy lại mâu thuẫn với nhau như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Ngày 25 tháng 9 vừa qua, cử tri Italy đã đi bầu cử lưỡng viện của Quốc hội. Đến ngày 26 tháng 9, kiểm phiếu sơ bộ cho thấy có 64% trong tổng số 50 triệu cử tri đi bầu. Với kết quả, Liên minh cánh hữu giành chiến thắng áp đảo so với Liên minh cánh tả và các đảng trung dung. Đây là bước ngoặt rất lớn trong lịch sử chính trường Italy nói riêng và là tiếng chuông cảnh báo tiếp theo đối với châu Âu khi mà một loạt tân chính phủ, các đảng cánh hữu theo đường lối dân tộc, dân túy lên ngôi. Tại Italy, Liên minh cánh hữu bao gồm đảng cực hữu, những người anh em Italy của bà Giorgia Meloni, đảng tiến lên Italy của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi và đảng liên đoàn dân túy của ông Matteo Salvini. Liên minh cánh hữu theo kết quả sơ bộ đã giành được từ 41 đến 45% số phiếu, đồng nghĩa với 227 đến 257 ghế tại Hạ viện 400 ghế và từ 111 đến 131 trong tổng số 200 ghế của Thượng viện. Điều này đồng nghĩa với việc ba đảng của Liên minh cánh hữu tại Italia có thể hoàn toàn tự đứng ra thành lập chính phủ mà không cần liên kết thêm với các đảng phái nào khác, dẫn tới quyền lực nhiều khả năng sẽ tập trung vào phe cánh hữu và các lãnh đạo trong chính phủ mới sẽ toàn là các nhân vật trong ba đảng này. Trong liên minh, đảng những người anh em Italia của bà Giorgia Meloni dự kiến giành được từ 22 đến 26%, qua đó trở thành chính đảng lớn nhất tại Italy. Là lần đầu tiên một đảng cánh hữu giành chiến thắng vang dội từ sau Thế chiến thứ hai. Đây sẽ là cột mốc chấn động bởi đảng những người anh em Italy vốn là một đảng có quá khứ phát xít và hiện vẫn bị xem là đang theo đuổi các quan điểm cực hữu, dân tộc, dân túy, bài ngoại, chống nhập cư. Lãnh đạo đảng này là bà Giorgia Meloni, 45 tuổi, cũng nhiều khả năng sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên đứng đầu Italia. Vì vậy, hãng tin CNN Mỹ không ngần ngại so sánh bà Meloni với Mussolini trong một bài viết sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Italy được công bố, với tiêu đề Giorgia Meloni tuyên bố giành chiến thắng để trở thành thủ tướng cực hữu nhất của Ý kể từ thời Mussolini. Thông tấn quốc gia Italia ANSA cũng tổng hợp một số bài báo của các quốc gia châu Âu khác với nội dung tương tự. Một sự trùng hợp nữa, đó là đúng 100 năm trước, năm 1922, Mussolini cũng trở thành thủ tướng Ý, đưa đất nước gia nhập phe trục phát xít trong Thế chiến II, trước khi bị phế truất năm 1943 và bị xử tử năm 1945. Điều này lý giải vì sao Liên minh châu Âu đang đặc biệt lo sợ tình hình tại Italy. Italy là thành viên chủ chốt của cả Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngay từ những ngày đầu. Đất nước có diện tích hơn 301.000 km², là nền kinh tế lớn thứ ba với dân số xếp thứ ba trong EU, chỉ sau Đức và Pháp. Italy cũng là một cường quốc quân sự tại lục địa già, giữ vai trò đặc biệt tại Địa Trung Hải và cũng là nơi đóng trụ sở của hạm đội 6 Hải quân Hoa Kỳ. Vì vậy, vai trò của Italia trong Liên minh châu Âu là rất lớn, trong bối cảnh cả khối đã phải gồng mình trước rất nhiều sức ép. Nhưng Italy được coi là mắt xích yếu nhất trong số các cường quốc tại châu Âu. Italy luôn có truyền thống bất ổn chính trị, như việc nước này đã trải qua đến 43 đời thủ tướng kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai và sắp có thủ tướng thứ tư trong vòng 4 năm qua. Trong vài năm trở lại đây, liên tiếp các phong trào dân túy, cực hữu, có quá khứ phát xít nổi lên làm thay đổi nền tảng chính trị đất nước được thiết lập sau Thế chiến thứ hai. Việc các đảng cực hữu lên ngôi khiến EU lo sợ viễn cảnh Italy sẽ siết chặt,
thậm chí là sẽ có những chính sách cực đoan về vấn đề người nhập cư. Tiếp đến là đường lối dân tộc chủ nghĩa mạnh hơn, bảo hộ mạnh hơn trước sự can thiệp từ Ủy ban châu Âu. Và cuối cùng có thể phá vỡ những gì đã được thiết lập tại lục địa già trong suốt gần một thế kỷ qua. Việc chính phủ của cựu thủ tướng Mario Draghi sụp đổ hồi tháng 7 là một cú sốc lớn với Liên minh châu Âu, bởi ông Mario Draghi là một nhà kỹ trị ủng hộ tuyệt đối châu Âu. Ngược lại, kịch bản lãnh đạo đảng có quá khứ phát xít là bà Giorgia Meloni lên làm thủ tướng chính là viễn cảnh mà châu Âu không mong muốn nhất, mặc dù bà Meloni bác bỏ cáo buộc phát xít cho đảng mình. Mặc dù bà Meloni gần như chắc chắn không theo đuổi các chính sách cực đoan như đưa Italy ra khỏi EU hay ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu, nhưng có ít nhất hai lĩnh vực mà châu Âu đang thực sự lo sợ. Đó là chính sách với người tị nạn và chính sách kinh tế của Italy. Trong bối cảnh chắc chắn nước này sẽ siết chặt vấn đề nhập cư và tình hình kinh tế Italy đang rất khó khăn do tác động của đại dịch, chiến tranh và mức nợ công lên hơn 150% GDP. Cuối cùng, châu Âu còn bất an về quan điểm của Liên minh cánh hữu Italy với cuộc chiến tại Ukraine. Dù bà Giorgia Meloni nêu cao quan điểm tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhưng lãnh đạo hai đảng còn lại trong Liên minh là ông Silvio Berlusconi và Matteo Salvini đều thể hiện công khai thiện cảm với Nga. Thậm chí, ông Silvio Berlusconi đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin trên truyền hình, trong khi ông Matteo Salvini từng nhiều lần phản đối các lệnh trừng phạt của châu Âu nhằm vào Nga, cho rằng các lệnh trừng phạt này chỉ khiến nền kinh tế Italy phải quỵ gối. Được biết, Italy trước khi gia nhập các lệnh trừng phạt là nước mua khí đốt của Nga lớn thứ hai ở châu Âu. Nhưng đất nước phải vật lộn với cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt ngày càng trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt của toàn khối đối với dầu khí của Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về việc Italia có chính phủ mới? Hãy cho chúng mình được biết ở bên dưới phần bình luận nhé! Nếu cảm thấy thông tin ngày hôm nay là thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!